Chào anh em nha, hôm nay em quay chiếc xe cúp số là 29 ha, Hà Nội. Quay tổng thể ngoài cho anh em xem ha. Mới rửa nước không? Trước ha. Trong cái xe này anh em mua về đi thôi, đổ xăng đi thôi, rất phù hợp cho anh em, cho vợ con đi chợ búa, con em đi học ha. Xe rớt chân là nhỏ nổ nha anh em. Đó. Ngoài cũng hơi xấu ha, anh em mua về xiên thì dọn lại, không xiên thì mình để gì mình đi. Chung ngày máy thì làm rồi hết anh em ơi, cỡ này đâu còn zin được, zin đâu có giá rẻ gì. Chỗ xấu nhưng mà rớt chân là nổ nha nè, phù hợp cho chị em anh em mình đi chợ, của con em đi học rồi ha. Trước ha, bẩn thì bẩn mới nha nè. Xe này anh em mua về dọn lại, dọn ha, dọn mình để gì mình đổ xăng đi thôi. Cài bùa đồ rất là ngon, giá cũng bèo này, không có giấy, chỉ cọc quẹt đồ đầy đủ nha nè, chờ cọc quẹt đầy đủ rồi em test máy ha. Còn nha, rất là nhanh ha, biết là sao luôn, trái phải, này bình nó cũng yếu rồi nè, tiêu không lớn, pha còn đầy đủ nha, pha rất là sáng. Đi thôi. Đây có 6-7 triệu mà anh em đâu có xe zin được nha. Em mua về đổ xăng đi thôi. Im anh em. Xe mọi chức năng hoạt động bình thường.
Xếp máy rồi nha anh em. Quay lại lần nữa nha. Rồi, chào anh em nha.